mọi người. Hello mọi người, chăm like nha. Mọi người ơi, mọi người có ai thấy mình không? Mọi người thấy mình mọi người comment lên nha. Hello, hello mọi người. Hello mọi người chăm like nha. Mọi người ơi, mọi người có thấy mình không? Mọi người thấy mình mọi người comment lên cho mình chào mọi người nha. Hello. Nay trở lại xong đo học hết rồi. Lại quay trở lại thời gian đo học rồi mọi người ơi. Hello mọi người nha. Mọi người ơi, mọi người có ai thấy mình đang trong live không? Hello, xin chào mọi người. Chị chào Lan Vy. Hello Lan Vy xinh đẹp nha. Hello em. Nhìn bạn em gợi nhẹ. Đau à? Trời lại ốm. Hello mọi người, mọi người ơi, mọi người thấy mình thì mọi người comment lên cho mình chào mọi người nha. Lan Vy xinh đẹp không đi học hả? Hello Khắc Trung nha, chị cũng nhớ em quá nè. Mấy ngày rồi không thấy em đó. Hello mọi người nha. Uống nước nóng, uống nước ấm một cái mà nó rung não luôn. Chào Trang Vui nè, hello Trang Vui nha. Hello mọi người trong live nè. Mọi người ơi, có ai thấy mình không? Mọi người thấy mình mọi người comment lên nha. Rồi, từ từ view lên một xíu là mình chơi mini game tặng quà nha mọi người ơi. Hello mọi người, hello Ngọc Hân nha. Hello Ngọc Hân nè. Hello em, hello mọi người. Mọi người ơi, mọi người thấy mình trong live, mọi người comment cho mình chào mọi người nha. À, chị chào Ngân Châu luôn. À, chào anh Minh Đức nè. Hello Minh Đức nha, cầu hôn cái gì vậy ông nội? Không đúng nha. À, cầu gì không mắc qua sông hả mọi người? Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chơi mini game nha. À, chơi mini game thì mọi người sẽ like pay và chia sẻ live stream về 10 hội nhóm cộng một lần lên trang cá nhân. Và trả lời câu hỏi ngày hôm nay, bạn nào mà muốn tham gia mini game và được nhận quà hấp dẫn bên shop Huyền thì mọi người nhớ xây live stream nha. Phải xây live stream một lần lên trang cá nhân và vào 10 hội nhóm. Nếu như không xây, hệ thống bên Huyền check kiểm tra mà mọi người chưa xây là mọi người sẽ không được nhận quà đâu nha. Thỏa Lan ơi, đây không phải là Túc Túc nha, mình tên là Huyền nha. Rồi chào Phúc Triệu nè, chào Đức Khiêm luôn. À, môi tim đẹp, em cảm ơn anh Hồng Cảnh nha, cảm ơn anh. Cảm ơn, hello mọi người, chào Ngân Châu nha. Chào Lê Thúy nhưng mà cầu hôn chưa đúng nha. Hello Kim Ngân Lê luôn nè. Hello mọi người trong live stream nha. Mọi người ơi, mọi người nhớ xem live stream nha. Mọi người mà không xem live stream là sẽ không được tính đâu nha. Em chào anh Trung Hoàng. Chào chị Hiếu nha. Chào Lê Thúy cầu lông chưa có đúng nha. Cầu siêu cũng chưa đúng nha. Đức Coi ơi. Hello anh Đức Coi nè. Hello anh Trịnh Hiếu. Hello mọi người trong live. Mọi người nhớ xây live stream một lần lên trang cá nhân và vào 10 hội nhóm nhé. Nếu như mà không xây là sẽ không được nhập quà đâu ha. Huyền sẽ để câu hỏi ở đây nè. Nhớ để ở chế độ công khai một lần lên trang cá nhân và vào 10 hội nhóm. Bây giờ Huyền sẽ lên. Huyền sẽ tặng bật mí cái món quà ngày hôm nay Huyền tặng cho mọi người ha. Ngày hôm nay thì Huyền sẽ tặng chiếc kính nào đây? Kính nào cả nam và nữ đều mang được ha? Cái này là cái gì? À, kính đó thì kính chính là kính cổ lắm. Rồi, ngày hôm nay Huyền sẽ tặng cho mọi người một chiếc kính gì đây? Chiếc kính nào đẹp đẹp một chút ha? À, chào Thất Ly bóng tối, chào Hữu Phước nè, chào Mỹ Hạnh nè, chào Vũ nè, chào Bạch Trang luôn, chào Lê Thủy, hello mọi người trong live, chào Hữu Phước nhé, hello mọi người nè. Rồi bây giờ mình sẽ lên một chiếc kính cực kỳ đẹp là quà tặng cho mọi người trong live stream ngày hôm nay. Bạn nào like pay nè, chia sẻ live stream về trang cá nhân một lần công khai và vào 10 hội nhóm thì sẽ có cơ hội nhận được món quà này nhé. Rồi, món quà ngày hôm nay Huyền muốn tặng cho mọi người đó là chiếc kính có giá 350.000 này. Chiếc kính Fuji. Rồi, món quà ngày hôm nay Huyền sẽ tặng cho mọi người đó là chiếc kính Gucci này. Chiếc kính này thì nam đeo được, nữ cũng đeo được nha mọi người. Chiếc kính này cực kỳ là đẹp luôn đúng không? Rất là xinh luôn nè, màu rêu nha. Và đặc biệt nó phối hợp thêm màu vàng cực kỳ là sang trọng luôn. Câu của nó là cầu ngang ha. Đây là kính Gucci full hộp full khăn bảo hành 3 tháng cho mọi người luôn.
Bảo Hành 3 tháng nha, chào Hồ Việt này, chào Thanh Tuân, hello Hoàng Nguyên này, chào Lý Hải nè, hello anh Quyết online nhưng mà không cho xem được nha anh Quyết ơi. Hữu Phước ở cầu vồng chưa có đúng, cầu kỳ chưa có đúng nha. Chào hệ thống Messenger luôn, chào Lý Hải, ai cái gì vậy? Hello Ngọc Lê nè. Rồi mọi người, riêng chiếc kính như thế này, chiếc kính như thế này sẽ thuộc về ai đây? Cực kỳ đẹp luôn, kính Gucci nha. Ở phần gọc kính thì có cả hình con ong như thế này, rất là xinh luôn. Nam đeo thì bao bảnh bao sang, nữ đeo thì cực kỳ là cá tính ha. Màu rêu nha mọi người, 350.000. Mọi người sẽ được free ship luôn. Đặc biệt khi mọi người may mắn nhận kính này thì không bao giờ thì mọi người sẽ không bao giờ mất 1.000 tiền phí ship nào. Bên shop em sẽ ship tận nhà cho mọi người luôn ha. Chiếc kính 350.000 này sẽ thuộc về ai đây? Nam nữ đều đeo được nha mọi người ơi. Chào bà Cô Hiên này, chào Heo Ngốc Sinh, chào Suka nè, chào Con Ngốc, chào Lê Quen Đẹp. Hello mọi người. Đặng Thanh ơi, anh có thể phát ngôn được cái câu khác dễ thương luôn không anh? Chào Điệp Trân nha, chào Duy Yumi nè, chào Nguyễn Thị Thu. Hello mọi người, nhưng mà mọi người comment chưa đúng nha. Mọi người trả lời chưa có đúng ha. Cầu gì không bắt qua sông hả mọi người? Cầu gì không bắt qua sông đây? Mọi người sẽ được nhận ngay một chiếc kính ở giá 350.000, cực kỳ là sang chảnh như thế này, để chúng ta bắt chuẩn bị đi chơi ngày 20 tháng 10 đúng không? Cầu... chưa đúng nha mọi người, mình chưa có thấy ai đúng này. Chào anh Lâm Dương, chào Hoàng Lam, cầu kỳ cũng chưa đúng nha Lam ơi. Anh Lê Quang Đạt ơi, cầu lông chưa đúng, cầu mông chưa đúng nha anh Trương ơi. Cái này là có 4 chữ nha, có 4 chữ nha mọi người, có 4 chữ nha, không có phải là 2 chữ đâu. Cầu thang máy cũng chưa đúng này, Hùng Bính này ơi. Anh Nam ơi, chưa đúng nha. Mọi người nhớ nha, mọi người phải xây livestream về trang cá nhân và để chế độ công khai cộng 10 hội nhóm thì mọi người mới nhận quà nha. Chưa đúng như Hoàng Nguyễn ơi, Duy Yumi ơi, chưa có đúng thì cầu cứu, chưa đúng cầu trừ, chưa đúng 4 chữ nha. Thiện Hữu ơi, cầu vòng cũng chưa đúng luôn ha. 4 chữ nha mọi người comment dùm mình 4 chữ, đáp án của nó là không 4 từ chứ, 4 từ nha. Đáp án là 4 từ nha mọi người. Cầu chùa chưa đúng nè, Ngọc Hoa Điệp ơi. Châu Ngọc ơi, cảm ơn Châu Ngọc nha, em xin quà. Rồi ok, cảm ơn nè. Rồi chào Chia Yumi, cầu an chưa đúng nữa, cầu an chưa đúng mà. 4 chữ nha mọi người, 4 chữ nha. Mọi người nhớ phải xem livestream về trang cá nhân và cộng thêm 10 hội nhóm thì mọi người mới có quyền được nhận quà. Hệ thống bên Huyền sẽ chắc kiểm tra xem mọi người đã xem livestream trước khi trả lời và trước khi đáp án được công bố chưa nha. Mọi người mà không xem livestream sẽ mất đi quyền lợi được nhận một chiếc kính cực kỳ đẹp từ shop em như thế này. 350.000 full hộp full can bảo hành 3 tháng cho mọi người. Không phải là kính tặng mà không bảo hành đâu ạ. Vẫn bảo hành cho mọi người 3 tháng như thường ạ. Cầu vượt chưa có đúng nè, cầu hôn chưa đúng nha anh Thành Sự ơi, chưa có đúng nha. Do Quyền ơi, cầu kiều chưa đúng, cầu vòng chưa đúng như bông rơi. 4 chữ nha mọi người, 4 chữ nha. Mọi người comment chưa đúng rồi, khó quá hả? Cầu cơ chưa đúng rồi mọi người ơi. Bây giờ mọi người comment không đúng thì Huyền sẽ công bố kết quả trên livestream này và sẽ chơi một phần chơi nho nhỏ cho mọi người trong vòng 1 phút ha. Đáp án của ngày hôm nay không có một bạn nào đoán được hết, đó là cầu gì được nấy. Cầu gì được nấy nha mọi người ơi. Bây giờ Huyền sẽ cho mọi người 1 phút để mọi người comment câu trả lời. Cầu gì được nấy nha, cầu gì được nấy. Và Huyền sẽ lướt comment xem bạn nào may mắn ngày hôm nay được nhận một chiếc kính 350.000 bên shop Huyền nha mọi người. Chỉ tính thời gian là 1 phút thôi nè. Mọi người nhớ tranh thủ like, chia sẻ livestream nha. Phải chia sẻ livestream về trang cá nhân để chế được công khai và comment cho Huyền câu gì được nấy. Huyền sẽ lướt comment nha. Rồi bây giờ Huyền sẽ bắt đầu tính giờ ha. Mọi người comment câu gì được nấy đi nha. Rồi bắt đầu ha, 1 phút nè. Bạn nào chưa xem livestream về trang cá nhân để hỗ trợ được công khai cùng với comment câu gì được nấy nha mọi người, câu gì được nấy. Bên em sẽ có hệ thống chất kiểm tra xem mọi người đã chia sẻ cho nha.
sau khi công bố kết quả mà mọi người chia sẻ là không có được tính nữa đâu, là mọi người sẽ mất đi cái quyền lợi nhận được một chiếc kính 350.000 full hộp full can bảo hành 3 tháng, một chiếc kính Gucci nam đeo được, nữ đeo được nha mọi người. Cầu gì được nấy nha mọi người. Cầu gì được nấy, cầu gì được nấy nha. Mọi người nhớ chia sẻ livestream về trang cá nhân để chế độ công khai thì mọi người mới có quyền được nhận một chiếc kính cao cấp của bên em, chiếc kính 350.000 được full hộp full can bảo hành 3 tháng cho mọi người nhé. Mọi người nhanh tay chia sẻ livestream về trang cá nhân đi ạ. Mọi người nhớ nha, comment giúp em cầu gì được nấy, sau 1 phút em sẽ dừng lại. Mọi người nhớ xem livestream nha. Để Huyền Lức comment cho mọi người nè. Cầu gì được nấy nha, cầu gì được nấy, và xem livestream về trang cá nhân để ở chế độ công khai. Rồi, 1 phút rồi nha. Thôi cho mọi người thêm 30 giây nữa nha. Mọi người nhớ chia sẻ livestream nha, Huyền cho mọi người thêm 30 giây để comment nữa nè. Nhưng mà mọi người nhớ chia sẻ livestream nha. Chia sẻ livestream để ở chế độ công khai về trang cá nhân thì mọi người mới có quyền được nhận một chiếc kính cực kỳ đẹp, cực kỳ xịn như thế này. Kính này thì nam đeo được, nữ đeo được nha mọi người, màu rêu ha. Mọi người nhớ comment là cầu gì được nấy nhá. Cầu gì được nấy nha mọi người. Em nào cũng xinh, em cảm ơn anh Chín Ngô nha. Đây ha. Rồi, bây giờ mình kết thúc và bắt đầu lướt comment xem mà nào may mắn ngày hôm nay nhận được quà nha. Dừng. Rồi, bây giờ mình lướt comment cho mọi người nè. Huyền giờ đếm từ 5, 4, 3, 2, 1, 0. Su Babi mà trả lời là cầu duyên. Cầu duyên sai rồi, dễ lớp mà. Su Babi đúng nhưng mà Su Babi lại comment là cầu duyên nên không có được. Bây giờ mình lướt lại nha. Phải comment cầu gì được đấy và chia sẻ livestream nha. Bây giờ mình lướt lại này. 10 không, 5 thôi. 5 4 3 2 1 0. Rồi. Cô bé ngốc nha mọi người, hệ thống kiểm tra dù em xem cô bé ngốc đã chia sẻ livestream về trang cá nhân để chế độ công khai chưa ạ? 12:15. Lúc em công bố đáp án là 12:15 nha. Xem mà nó xây livestream lúc nào nhá. Rồi bây giờ em bắt đầu bán kính, đợi thêm 1 phút nữa em sẽ kiểm tra xem bản đó có được nhận kính ở bên shop em không nha. Rồi, mẫu kính đầu tiên Huyền đây cũng sẽ là chiếc kính y như là chiếc kính mà Huyền đã tặng cho mọi người luôn. Đó là chiếc kính Gucci này nha. Chiếc kính Gucci cực kỳ là sang chảnh như thế này. Có giá là 350.000. 350.000 một chiếc nha. Trọng Bùi Văn ơi, em cảm ơn anh có kính chưa? Chưa có kính thì nhanh tay comment để mua cho mình một chiếc kính cực kỳ đẹp, cực kỳ xịn như thế này. Dòng kính Gucci này thì có hai màu nha, màu rêu và màu đen, cực kỳ là đẹp, cực kỳ là sang. Mã của chiếc kính này là 318 nha. Mã của chiếc kính này là 318. Không, Hồng Nhung ơi, comment của bạn đó ở phía trên comment đúng, bạn đó comment ở phía dưới mới sai, nhưng mà em lướt chúng comment đúng của bạn đó nha. Rồi, riêng chiếc kính này có hai màu, kính Gucci có hai màu, em sẽ giới thiệu về màu đen chút. Màu đen thì nó full đen ha. Em có quả áo đẹp đấy Cương, em cảm ơn anh Cương nha. Em cảm ơn Nhật Hy nè. Rồi mọi người, bây giờ riêng chiếc kính như thế này thì nó full đen nha. Kính Gucci có dòng chữ Gucci ở đây, trong kính của nó rất là thời trang luôn. Phần cầu kính là cầu kính ngang nha, hai cầu kính ngang màu đen. Ở đây thì sẽ có hình biểu tượng con ong, là biểu tượng của Gucci ha. Kính này là 350.000, cực kỳ đẹp luôn. Nam đeo được, nữ đeo được, trong này là trong thủy tinh hữu cơ ha. Nó chống tia UV chống 400, chống tia UV chống 400 và có khả năng bảo vệ mắt cực kỳ là tốt khỏi ánh nắng mặt trời hay là bụi bẩn hay là tất cả những môi trường ở bên ngoài, bảo vệ mắt của chúng ta. Đây, bây giờ mình sẽ test thử tia UV chống tia UV 400 cho mọi người xem nè. Đó, chống tia UV chống 400 luôn nha mọi người, bảo vệ mắt cực kỳ là tốt luôn. Chia sẻ công khai. Mini game kết thúc rồi bạn mèo con ơi. Em chưa có anh, chưa có người yêu luôn chứ chồng gì trời. Đây nha, màu đen và màu rêu nè.
Đây là màu rêu ha. Riêng em chèo cái cướp tình là hello anh, hello mọi người. Rồi, bây giờ hai chiếc tính này có mã là 318 300.000 350.000 một chiếc. Bây giờ bạn nào xây livestream về trang cá nhân sẽ mua được với giá là 180.000, 180.000 nha mọi người. 350.000 xây livestream về trang cá nhân. Comment cho Huyền mã 318 cùng số điện thoại sẽ mua được với giá là 180.000, màu đen và màu rêu nha. Bây giờ Huyền sẽ đeo màu rêu lên cho mọi người xem. Nam đeo được, nữ đeo được. Chỉ 10 người đầu tiên xây livestream về trang cá nhân để ở chế độ công khai mới mua được với giá là 180.000 cho một kính 350.000 này nha. Kính Gucci full hộp full căng cho mọi người luôn. Hộp của nó đâu này? Full hộp full căng và bảo hành 3 tháng cho mọi người. Riêng mọi người nhận hàng, kiểm hàng rồi mới thanh toán tiền nha. Bên em ship tận nhà cho mọi người luôn. Kính dưới là kính nào anh Bảo ơi? 21 không ai còn không? 2102. Em cảm ơn Nhật Hy nha chị ơi. Em được không? Kiểm tra chưa anh? Cô Trúc có chia sẻ trước chiều đó không? Còn nha anh ơi. Alo 3L35 code 149 nè. À còn nhanh Hoàng tôi đi đợi em một tí. Đợi Huyền một tí, Huyền sẽ lên mấy mẫu đó cho mọi người nha. 2102 vẫn còn nha em ơi. 2102 vẫn còn nha Lê Hùng. Nếu như anh thích chiếc kính 2102 2021 thì anh comment cho Huyền là 2021 cộng số điện thoại nha. L35 và L35 vẫn còn nha anh Hoàng Tony ơi. Vẫn còn nha. Rồi, cô bé ngốc thì chờ nhắn tin vào quay chị, liên hệ với quay chị để nhận quà nhá. Anh đặt rồi vậy anh hỏi làm gì vậy? À hỏi để tặng cho người yêu hay cho vợ của mình á? 2021 vẫn còn nha. Bạn nào mà thích chiếc 2021 này thì comment cho Huyền là 2021 nè. Kính bóp nha, full hộp full căng bảo hành 3 tháng. Anh Hoàng Tony giờ lấy cái nào anh Hoàng Tony? Cho em mã mới được. Anh cho Huyền mã với L35 đúng không anh Hoàng? L35 cộng số ngoài nha. Rồi, riêng mẫu quỳ kính này là 318 180.000. 10 người đầu tiên xây livestream về trang cá nhân 350.000, sale chỉ còn 180.000 một chiếc thôi nha. 180.000 một chiếc kính cực kỳ đẹp, cực kỳ xịn như thế này. Mọi người, anh Hoàng tôi đi comment cho Huyền là L35 nha. Kính có khắc cánh hoa hồng đó em. Không nha, mình bảo anh, mình bảo mua kính đi. Kính bên Huyền cực kỳ là xịn, cực kỳ là đẹp, bảo hành 3 tháng cho mọi người. Kiều Nguyễn ơi, comment cho Huyền là 318 đen. 318 đen cộng số giải rồi ok, em chúc cho hàng anh Hoàng Tony một chai, một cái L35 nè. Anh Kiều Nguyễn ơi, comment cho Huyền là 318 đen. 318 đen cộng số điện thoại nhá. Mua hai cái Ray-Ban màu rêu với màu trà tính bao nhiêu? Dạ chị ơi, cái này bữa trước Huyền nói với chị rồi, là một cái là 350.000, hai cái là 700 nha chị Liên ơi. Hai cái là 700.000, bữa Huyền nói với chị rồi nha. Một cái là 350.000 nha. Ok rồi nha anh Hoàng Tony. Riêng mẫu 318 này có hai màu là màu rêu và màu đen nè. Cực kỳ đẹp, cực kỳ xịn đối với màu rêu. Trong của nó là trong thủy tinh cơ cầu là cầu gang. Phần kim loại, phần gọng kính là kim loại kết hợp với nhựa ở phía sau, không gây cảm giác đau tai, rất là êm tai luôn. Huyền mang lên cho mọi người xem nào. Đó, riêng màu rêu này nữ đeo cũng được, nam đeo cũng được nha. Kính này là 350.000, chỉ có 10 người đầu tiên xây livestream về trang cá nhân sẽ mua được với giá là 180.000. Chị Liên Nguyễn ơi, hóa đơn của chị hai cái trên 500.000, em free ship cho chị Liên nha. Hai cái trên 500.000 là free ship cho chị nha. Nên chị comment cho Huyền là 2026 là đây đang 3026 đen cộng rêu, đen cộng rêu nhá. Trà cộng rêu. À trà cộng rêu chứ. Mua hai cái rơi ban màu rêu với màu trà. Chị comment cho em là 3026 rêu cộng trà. Cộng theo số điện thoại nha. Kiều Nguyễn ơi, kính này là 350.000, xây livestream về trang cá nhân sẽ mua được với giá là 180.000 cho 10 người đầu tiên thôi nha. 10 người đầu tiên xây livestream về trang cá nhân mới mua được mã của chiếc kính này 318 350.000, sale chỉ còn 180.000 thôi nhé. Không tính ship cho chị Liên, hóa đơn của chị trên 500.000 thì shop Huyền sẽ free ship cho chị nha. Full hộp full gan bảo hành 3 tháng cho mọi người với mã là 318 này. Cực kỳ là đẹp, cực kỳ là xịn luôn nha. Huyền bảo hành cho mọi người, nếu như mà có vấn đề gì mọi người cứ liên hệ với page của bên chị, mọi người sẽ được giải quyết nha.
cực kỳ là đẹp luôn. Nếu như không đẹp là mình đền tiền gấp trăm lần cho mọi người luôn. Với bộ kính Gucci này có chữ Gucci ở phía trên nha, phun hợp phun gan bảo hành 3 tháng chống tiêu UV chống 400 cho mọi người luôn, rất là đẹp luôn. Riêng màu reo này thì nó trẻ trung năng động, màu đen thì cực kỳ là sang luôn ha. Để mình đeo thêm chiếc màu đen cho mọi người xem nè. Ok, chị Liên đổi Huyền Tí nhắc chào Dung Julie. Dung Zuki em có kính chưa? Chưa có kính thì theo dõi xem những mẫu kính bên chị để mua cho mình một chiếc kính để mình đi chơi ha. Nhân dịp ngày 20 tháng 10 thì mọi người sắp sẽ có nhiều bạn là đi picnic nè, rồi đi du lịch với người yêu hay là gia đình. Nên là mọi người nên lựa chọn cho mình một chiếc kính như thế này để chúng ta đi chơi ha, để chống nắng, chống bụi nè. Rồi ok, để em lên Ray-Ban cho chị nha. Cái này màu nâu rồi. Cái nào mà em dở đây, lấy kẹp trong kiếm cái mà hình như còn cây như vậy. Đây nha chị Liên ơi, đây là màu rêu nha. Đó, chị Liên còn cây rồi chị lấy. Riêng về màu nâu, màu nâu này á, nó chỉ còn đúng có một cây thôi nè. Cái này chỉ còn đúng một cây thôi. Kính đôi ba này chỉ còn đúng một cây này thôi nha. Rồi em chúc cho anh Đình Trần một cái 318. Anh Đình Trần ơi, anh định lấy màu đen hay là màu rêu ạ? Anh comment lại cho Huyền là màu đen hay màu rêu nha. Hết rồi hả? Còn cái, nếu bạn muốn lấy gì cứ nói. Comment là 3026. 3026 nha chị, đưa cái trà này em đem lại xem. Chị Liên ơi, Huyền đeo cho chị Liên xem này. Màu rêu thì vẫn còn, nhưng mà màu này đúng một cái Huyền đang mang nha. Còn đúng một cái này thôi. À, bán hàng nha Dũng Quỳnh ơi. Màu đen rồi, ok Đình Trần, em chốt cho Đình Trần một cái 318 màu đen nè. Chị Liên ơi, chị Liên xem màu trà nhá. Rồi ok anh. Riêng về màu trà chỉ còn đúng một cái thôi. Em chào anh Trung, anh Trung có kính chưa? Chưa có kính thì theo dõi kính nha. Mua kính thì chúng ta bắt đầu đi chơi picnic nè, đi du lịch nhân ngày 20 tháng 10 nha. Mọi người đi chơi mà không mua cho mình một cái kính là sẽ không chống bụi chống nắng được đâu. Rồi ok chị Liên Nguyễn, comment cho mình là 3026. 3026 trà cộng rêu cộng số thoại nha. 3026 trà rêu cộng số thoại nhé. Nói rồi. Nhưng free tip. Bảo hành 3 tháng cho mọi người luôn nha. Mọi người nhận hàng có quyền kiểm hàng rồi mới thanh toán tiền cho shop Huyền, nên là mọi người yên tâm nha. Còn bạn nào mua chiếc kính 318 này được không? Chỉ với giá là 180.000 trong livestream, sẽ livestream về trang cá nhân sẽ mua được với giá là 180.000 nha. Giá bình thường là 350 đó. Ok chị Liên, cho Huyền xin mã là 3026 cộng số nào nha. Chị không cho mã được không? Okay. Rồi ok chị Liên, Huyền chốt cho chị Liên hai cái màu trà với màu rêu nè. Mọi người ơi, riêng chiếc kính này 350.000, xe chỉ còn 180 cho hai màu đen rêu, mã là 318 kính Gucci, cực kỳ đẹp, cực kỳ xinh luôn. Nam đeo thì bao sang, nữ đeo thì cực kỳ là cá tính nha, rất là đẹp luôn. Nên là bạn nào mà muốn mua chiếc kính này thì nhanh tay chia sẻ livestream và comment mã 318 đen hoặc rêu cộng số này để chốt đơn nha. Rồi, Huyền lên mẫu khác cho mọi người nè. Mẫu tiếp theo đó là mẫu này, mẫu Lacoste nha. Lacoste đó cũng có hai màu là màu rêu và màu đen. Rất là đẹp đúng không? Mẫu này là mẫu kính bên Huyền bán cực kỳ là chạy luôn nè. Màu rêu này là bao đẹp luôn. Đây nha mọi người, tròng kính của nó là tròng thủy tinh ngưỡng cơ. Phần này có dòng chữ Lacoste và có hình con cá sấu là biểu tượng của Lacoste nha. Gọng kính là gọng kính kim loại có khứa như thế này, rất là thời trang luôn. Ở phía sau có kèm theo nhựa nha. Khi chúng ta mang vào tai không gây cảm giác đau tai, ê tai, nó rất là êm và nhẹ luôn ha. Cầu kính là cầu kính ngang kết hợp giữa màu rêu và màu vàng, tạo nên cái sự sang trọng và rất là năng động ha. Nữ đeo mà đeo màu rêu này thì cực kỳ là đẹp luôn, nam đeo cũng rất là đẹp. Rêu mà rêu tối nha mọi người, rất là sang trọng luôn. Mã của chiếc kính này là 8301. 300.000. Kính này có giá 300.000 nha, có hai màu là màu đen này. Riêng màu đen là full đen luôn ha.
có một đặc điểm rất là đẹp đối với chiếc kính này, đó là nó không có cái phần gọng ở đây ha, nó chỉ gọng nửa tròn thôi, cực kỳ là mới luôn. Mẫu này là mẫu mới nha, rất là hot hòn hòn luôn nè, mọi người nhìn thấy không, rất là xinh luôn. Màu đen và màu rêu, mọi người sẽ comment cho Huyền mã của chiếc kính là 38301 chờ cầu vồng không mất qua sông. Giờ này mà còn comment anh Hiếu ơi, anh Hiếu một kính đi anh Hiếu, anh Hiếu một kính để đi chơi nha. Nhìn cực kỳ là sang luôn. Đối với màu đen, full đen này, nam mà đeo thì cực kỳ là men, cực kỳ là ngầu luôn. Bao ngầu, bao đẹp, bao xoái ca cho mọi người luôn nè. Mọi người có thấy không? Riêng màu đen thì cực kỳ là đẹp luôn. Nên mọi người sẽ comment cho Huyền mã của chiếc kính này là 8301 đen hoặc rêu, cộng số điện thoại nha. Tại 301 đen hoặc đeo cột số này 300.000, sale chỉ còn 149.000 cho một chiếc kính cực kỳ đẹp, cực kỳ sang. Đây là chiếc kính Lacoste, hình cá sấu như mọi người, rất là xinh luôn. Có hai màu là màu rêu và màu đen. Bạn nào thích trẻ trung năng động thì mua màu rêu. Còn nếu như mà bạn nào thích ngầu, thích sang, thích lịch lãm thì mua màu đen nha. Em đẹp chị Trúc nè. Hello chị Trúc. Rồi, đối với mẫu kính này mọi người sẽ comment cho Huyền mã là 8301, chống tiêu về chuẩn 400 luôn nha. Mọi người mua kính về là để bảo vệ mắt cho mình, à tránh bụi, tránh nắng, tránh tất cả, nói chung là bảo vệ mắt cực kỳ là tốt luôn nha. Rồi ok chị Liên Nguyễn nha. Mọi người mua hàng bên shop em sẽ được giao hàng tận nhà. Nếu như hóa đơn trên 500.000 sẽ được free ship luôn ha. Nên mọi người yên tâm, được kiểm hàng rồi mới thanh toán tiền. À chất lượng là đây lớp nha mọi người, hộp của nó thì cực kỳ là dễ thương luôn. Không phải là kính Huyền xây từ 300 xuống 149.000 mà mọi người không được bảo hành 3 tháng đâu. Vẫn được bảo hành 3 tháng và được tặng hộp như thế này cực kỳ là xinh luôn nha. Đó, mọi người đi đâu mọi người bỏ vào hộp thì sẽ không, sẽ tránh được cái tình trạng đó là chảy xước và vỡ kính nhá. Kính nào anh Xuân Nguyễn ơi, anh Xuân Nguyễn có kính chưa? Riêng về dòng kính Lacoste này cực kỳ là xinh, cực kỳ là đẹp luôn nha anh Xuân ơi. Nếu như anh Xuân mà mang kính này vào, chưa có người yêu là Huyền đảm bảo là có người yêu luôn nè. Mang lên cực kỳ là đẹp luôn. Đây, nó có màu full đen. Riêng màu full đen này, anh trai nào thích ngầu, thích bắn thì nên mua cho mình chiếc kính đen này nha. Cực kỳ là ngầu luôn, bao ngầu, bao tất cho mọi người luôn. Phần trong kính của nó không quá to. Nếu như mà ở tỉnh thì 3 đến 4 ngày, còn ở Hồ Chí Minh là 1 đến 2 ngày nha chị Liên ơi. Đó, hai màu này. Rồi ok anh Tuấn Lê, Tuấn Lê comment lại cho Huyền nha. Là 8301 đen, 8301 đen cộng số thoại, nhớ xây là truyền về trang cá nhân để mua được với giá là 149.000 cho một mẫu kính đẹp như thế này. Nếu như anh Tuấn Lê muốn mua cho người yêu hay vợ mình một cái làm kính cặp thì nên mua hai màu luôn. Bởi vì một cái mọi người chỉ mua với giá là 149.000, hai cái chỉ có chưa đến 300.000. Hai màu, màu rêu và màu đen. Nữ đeo màu rêu cực kỳ là đẹp, nam đeo màu đen cực kỳ là ngầu. Một chiếc 149.000 nha anh Tuấn Lê ơi. Anh Tuấn Lê mua hai cái luôn đi. À, mua để tặng cho người yêu, cho vợ mình một cái là làm kính cặp để chúng ta sắp đi chơi trong ngày, trong dịp lễ ngày 20 tháng 10 nha. Đây ha, đẹp lắm luôn nè. Rồi ok chị Liên, em chốt cho chị Liên rồi nha. Anh Tuấn Lê, anh Tuấn Lê lấy màu đen hay là màu rêu vậy? Anh Tuấn Lê comment cho Huyền màu ấy nha. Rồi bây giờ Huyền sẽ sale một mẫu kính cực kỳ hot cho những chị em nào nhân dịp ngày 20 tháng 10 đâu nha. Nhân dịp ngày 20 tháng 10 kính 300.000, Huyền sẽ sale cho mọi người xuống còn 99.000 một cái. Là mẫu kính nào đây? Bây giờ Huyền sẽ sale kính 99.000 cho các chị em để chị em mình có kính đi chơi lễ nha. Mọi người ơi, bây giờ mình sẽ sale kính 300.000, sale chỉ còn 99.000. Đầu tiên đó là mẫu Gucci này nha. Mẫu Gucci này cực kỳ đẹp luôn. 300.000, sale stream về trang cá nhân, mua với giá 99.000. Sale sập sàn cho mọi người với mẫu kính này luôn. Chị này chưa có kính đi chơi lễ thì nhanh tay comment nè. Kính này cực kỳ là đẹp, cực kỳ là sang luôn. Mã của chiếc kính này là 1132. 1132 nha. Rất là đẹp, kính Gucci nha. Hả? Kính này là 300.000, C
Sai live stream về trang cá nhân mình sale 99 ngàn cho mọi người luôn. Anh Văn Tuấn Lê, anh lấy một cái làm cái gì anh? Màu đen á. 8301. Mọi người ơi, mọi người sẽ comment cho huyền mã của chiếc kính này là 3 1 1 3 2 1 1 3 2 cho mẫu kính như thế này, cực kỳ là đẹp luôn ha. Kính này là 300 ngàn, mình xem chỉ còn 99 ngàn một cái thôi. Em còn 2 cái em xả để... Cái này còn có mấy cái nữa nè. Em xả thì em lấy hàng mới về nha. Nên là bạn nào mà thích chiếc kính này thì nhanh tay comment mã là 3 3 1 3 1 1 3 2 1 1 3 2 cho mẫu kính này nha. 1 1 3 2 1 1 3 2 nha. 300 ngàn sale chỉ còn 99 ngàn nè. 300 ngàn chỉ còn 99 ngàn. 1 1 3 2. Mình chỉ còn có 3-4 cái như thế này thôi. Nên là mọi người nhanh tay comment nha. Đây nha mọi người, 1132 cộng số điện thoại, 1132 cộng số điện thoại. 300 ngàn sale chỉ còn 99 ngàn một chiếc nha. 99 ngàn một chiếc, cực kỳ là đẹp như thế này thôi nha mọi người. Bao đẹp bao xanh cho mọi người luôn nè. Mọi người đặt chiếc kính này thì comment cho mình là mã 1132 nha. 1132 cộng số điện thoại, 300 ngàn xe chỉ còn 100, à chỉ còn 99 ngàn một chiếc nha. Đỏ quá. Rồi em lên một kính mới cho mọi người này. Kính này là mã là 2021 đúng không? Ừ, 2021. Một kính 2021 thì nó có 3 màu nha. Màu đen, màu tím và màu trà. Chị Trà Lương Yến Nhi nha. Hello nha, Yến Nhi có kính chưa? Chưa có kính thì mua kính ủng hộ cho chị Huyền nha. Này có cái kính này dễ thương lắm luôn nè. Hạt Bunny nha mọi người. Kính này cũng là 300 ngàn thì sale còn 99 ngàn nha. Nó chỉ còn có 2-3 cái thôi. Nên là sale cho mọi người luôn nha. Cái này cũng 99 luôn nè. Rồi bây giờ Huyền lên kính mẫu Boss này nha. À anh Đức ơi, Túc ngày hôm nay Túc nghỉ nhá. Chiều túc lai. Chiều 4:45 túc lai em à. 2:30 lai với 4:30. Em chào anh Tuấn. Anh Tuấn ơi, anh Tuấn nhận được kính chưa? Có mấy mẫu kính này cực kỳ đẹp luôn nè. Anh Tuấn mua về tặng cho người yêu, cho vợ của mình đây. Bao đẹp bao xanh cho mọi người luôn nha. Đây nè, riêng mẫu kính bóc như thế này thì nó có 3 màu là màu trà, màu tím và màu đen. Bao đẹp luôn nha, nam đeo cũng được và nữ đeo cũng được. Cái này là màu trà nha. Rất là đẹp, rất là sang luôn nè. Nữ đeo cũng đẹp nè. Kính em đẹp lắm em à. Anh Ngọc Thạch ơi, anh Ngọc Thạch có kính chưa? Chưa có kính thì ra gặp qua những mẫu kính như thế này. Kính này là 300 ngàn, xe chỉ còn 149 ngàn nha. Kính mẫu Boss này là mã 2021 nha. 2021 cho kính bóp này có 3 màu cho mọi người lựa chọn. Đó là màu tím, màu đen và màu trà nha. Anh chưa có người yêu, chưa có vợ em ơi. Vậy thì mua tặng cho em gái của mình nha. Bữa anh Tuấn đặt kính bên Huyền rồi đúng không? Đây nha. Mọi người nhìn em xem chiếc kính này có đẹp không? Anh chưa có người yêu đâu em. Chưa có người yêu thì mua tặng cho mẹ của mình cũng được nha. Mua tặng cho mẹ của mình nha. Rất là đẹp luôn nè. Không đẹp là Huyền đền tiền gấp trăm lần cho mọi người luôn. Huyền đền tiền cho mọi người luôn ha. Riêng về mẫu kính như thế này thì nam đeo cực kỳ là sang, nữ đeo cũng cực kỳ là đẹp luôn này. Nên là mọi người yên tâm, mọi người có quyền kiểm tra hàng rồi mới thanh toán tiền nha. Kiểm hàng rồi thanh toán tiền cũng được nhé. Mọi người sẽ comment cho Huyền mẫu kính bóp này với giá là 300 ngàn sale chỉ còn 149 ngàn. 149 ngàn cho mẫu kính bóp này nha. Bao sang, bao đẹp, bao ngầu luôn. Yêu anh đi, anh mua tặng em luôn. Ok anh Ngọc Thạch, vậy anh Ngọc Thạch mua cho Huyền đấy. Huyền thích màu trà nhá. Huyền thích màu trà nên anh Ngọc Thạch mua cho Huyền một cái kính màu trà đấy. Có 3 màu nè, màu đen, màu trà và màu tím nha. Riêng về màu trà thì bao đẹp luôn, nữ mang cực kỳ là đẹp. Kính này là kính bóp nha, full nộp full canh bảo hành 3 tháng. Mọi người được kiểm hàng rồi mới thanh toán tiền nha.
được kiểm hàng rồi thanh toán tiền, cực kỳ là hịnh luôn. Chưa thấy chiếc kính nào mà hịnh như thế này luôn ha. Mà giá của nó 300 ngàn, sale chỉ còn có 149 ngàn thôi. Mọi người yêu anh đi em, mã 8301 phải không? Anh Định ơi, nãy anh Định là lấy cái nào ta? Nãy anh Định là lấy cái 8301, 8301 là mẫu khác, mẫu tròn nhỏ hơn. Đây nè, nãy anh Định là lấy cái này. Còn mẫu này là mẫu Boss, mẫu này là 2021 nha anh Định ơi. Cái này là 2021 nha. Hai mẫu này nó khác nhau nhá. Mẫu này là Lacoste, còn mẫu này là kính Boss nhá. Hai mẫu kính cực kỳ tuyệt đối là khác nhau luôn. Mọi người giấy comment mua thêm một cái này nữa đi anh Định ơi. Này anh Định mua màu đen rồi, giờ mua thêm một cái màu trà này nè. Màu trà này cũng đẹp lắm. Cứ màu trà này là kính Boss nha. Mua hai cái luôn. Một cái có 149 ngàn thôi. Mẫu này là 2021 có 3 màu đen, trà và tím nha. Mọi người mua hàng thì comment cho Huyền là 2021 đen, trà hoặc là tím cộng số thoại nhá. 149 ngàn. 149 ngàn một chiếc như thế này nha. Em bị xương ai của cái dưới này. Abida lấy thêm một cái 8031 lúc nãy, lấy cái trên đầu chị Á. Anh Đường ơi, nãy anh Đường lấy cái 8301. Anh ấy được lấy là 318. 318 hả? Ừ. Đó là 318. Ờ đúng rồi. Ok anh Đường nha, ok anh Đường. Vậy anh Đường lấy chốt một cái 318 với một cái là 8301 đúng không? Hai cái này, anh Đường lấy chốt hai cái này. Anh Đường lấy màu rêu, rêu hay là màu đen luôn? Lấy hai cái màu đen hay là một cái màu đen, một cái màu rêu anh Đường ơi? Lát nữa bên em sẽ gọi điện cho anh Đừng nha. Bởi vì hai mẫu này đều là có màu đen với lại màu rêu hết. Anh lấy một cái đen một cái rêu, hoặc là lấy hai cái đen hai cái rêu cũng được nhá. Anh Ngọc Thạch ơi, thấy Huyền dễ thương thì mua ủng hộ cho Huyền một cái kính đi. Khen người ta dễ thương mà không hề mua kính ủng hộ gì cho người ta hết trơn. Màu đen hết rồi, ok anh Định nha, em chốt cho anh Định hai cái nha. Ok anh, rồi bây giờ Huyền sẽ lên mẫu kính VIP nhất ở bên Huyền. Mẫu kính nam VIP nhất bên Huyền bán cực kỳ là chạy luôn ha. Đảm bảo với mọi người, nhìn thấy mẫu kính này là ghiền luôn nè. Không ghiền Huyền không lấy tiền luôn nha. Đó là kính Posture 8503 hết rồi à. Mọi người có muốn Huyền lên kính sình không? Em chào anh Quang Tý, chào anh Việt Hòa. Hai anh ơi, hai anh có kính chưa? Chưa có kính thì mua kính để đi chơi nha. Sắp tới ngày lễ rồi mà chưa mua kính là chưa có được rồi. Có muốn mua kính này cho người yêu hay cho vợ của mình không? Thì mọi người comment đi, Huyền sẽ tư vấn cho mọi người nha. Đây, mẫu kính bán chạy nhất bên Huyền là kính 8530 này nè mọi người. Riêng kính này là kính 700 ngàn. 700 ngàn full nộp full can bảo hành 3 tháng. Thôi đi anh Trí nha, anh Trí không mua kính là Huyền cũng không có bán không bông hồng gì cho anh Trí đâu. Đây nè, riêng mẫu kính này thì là kính thể thao hãng Posture, full nộp full can bảo hành 3 tháng cho mọi người. Hộp của chiếc kính là nó như thế này nha. Đây là mẫu kính xịn ở bên em, VIP lắm luôn mọi người. Trong là trong Bolero, có ở phía trong là được. Ok anh Tuấn nha. Không nha anh Long Đề thôi, Huyền bán kính này anh Long Đề mua kính ủng hộ cho Huyền chưa? Đây, ở phía trong thì được đáng một lớp nano chống chảy chống xước. Còn kính của nó thì bẻ ra như thế này ha. Được luôn này, không sửa gãy nha. Đây là kính Posture, kính thể thao nha. 700 ngàn, chỉ còn đúng 3 cái thôi. Nên là bạn nào xây livestream về trang cá nhân sẽ mua chiếc kính này được với giá là 350 ngàn một chiếc. 350 ngàn một chiếc kính cực kỳ đẹp, cực kỳ xịn như thế này ha. Mọi người có thấy đẹp không? Đó. Đây là kính thể thao nha, có dòng chữ Posture ở đây. Cầu kính là cầu kính cong và ngang kết hợp với nhau. Bao kính là nó như thế này là kính thể thao ha. 700 ngàn, mọi người chỉ cần là xây livestream về trang cá nhân sẽ mua được với giá là 350. Chị thấy quan công nha, công ơi công có kính chưa? Chưa có kính thì mua kính ủng hộ cho chị nha. Đây nè, rất là đẹp luôn ha.
Riêng trồng kính là trồng bolero chống chày, chống sức, chống vỡ cho mọi người luôn. Và hộp của nó thì bao xịn như thế này ha. Công ơi, kính này cực kỳ là đẹp luôn nha. Riêng về dòng kính này là kính VIP cho mọi người luôn. Xe mà xe Porsche là siêu xe. Còn nếu như là kính là siêu phẩm ha. Rất là đẹp. Mọi người có khả năng bẻ ra bẻ vào như thế này mà không sợ gãy nhá. Nam đeo được, nữ cũng đeo được, nữ mang cũng rất là đẹp nè. Huyền đeo cũng rất là đẹp luôn ha. Kính này thì nó không quá to, nó rất là gọn luôn. Thiết kế của nó thì rất là thời trang, rất là đẹp, rất là trẻ trung năng động nhá. Bạn nào thích chiếc kính này thì nhanh tay comment cho Huyền. Comment cho Huyền là 8530 cộng số loại 700k. Xe là chuyên về trang cá nhân sẽ mua được 150. Màu rêu mặt nhỏ. Anh Lê Hùng ơi, màu rêu thì nãy Huyền lên cho anh Hùng Rai 4 màu rêu mặt nhỏ đấy. Huyền lên lại cho anh Hùng xem nha. Màu rêu mặt nhỏ thì nó có hai mẫu như thế này nè. Mẫu Gucci nè, Gucci rêu nè. Rồi màu kính Lacoste rêu luôn nè. Đây có hai mẫu rêu này cực kỳ là đẹp luôn anh nhé. Gucci và Lacoste, hai cái này đều là màu rêu nè. Cái này là 180, còn cái này là 149 nha Lê Hùng ơi. Anh có thích cái nào không? Huyền mang lên cho anh xem nha. Đây là kính Lacoste này, vẫn full đồ full gan bảo hành 3 tháng cho mọi người, 149.000. Còn nếu như mà kính này, kính màu rêu này thì cũng 180.000 nha. Màu rêu này là kính Gucci là 180. Có loại ban đêm không em? Có nha anh Công Dũng ơi. À Quang Công ơi, nếu như kính ban đêm ban ngày đi được. Hôm bữa mua bên shop mẫu 305 rất thích. Ok anh định chèn nha, đẹp lắm đúng không? Mà giá thì cực kỳ là ok luôn. Bên shop em là bán giá bao thị trường cho mọi người mà toàn là cao, loại cao cấp hơn em. Nếu như loại cao cấp hơn thì sẽ không có màu rêu anh nhá. Nếu như mà loại cao cấp hơn là có loại 350.000 này rêu này anh. Ray-Ban nha, hãng Ray-Ban 350.000 nhưng trong là trong thủy tinh, không phải là thủy tinh hữu cơ nhá. Trong đây là trong thủy tinh. Gọng kính của nó cực kỳ là nhỏ luôn, nó là cái có màu rêu là kính Ray-Ban. Đây là hàng cao cấp hơn nha anh Hùng ơi. Màu khói cũng được. Nếu như mà là dòng cao cấp thì nó sẽ có dòng Ray-Ban này hoặc là dòng Porsche 8503 này anh nhá. Nhưng mà cái này, dòng này nó lại không có màu rêu mà nó chỉ có màu đen thôi. Anh chỉ thích mỗi mình em, cứ em mà không mua kính ủng hộ gì cho em hết trơn á. Đây nè, em thấy cái Ray-Ban này cực kỳ là đẹp luôn anh Hùng. Hãng Ray-Ban này là hãng kính cực kỳ là nổi tiếng luôn. Kính của nó cực kỳ là đẹp, cực kỳ là chất luôn nha. Đây là màu rêu 350.000 nha. Kính này là 350, rêu của nó là rêu đậm hơn á, rêu sáng hơn. Ba không ai cháu là mã này. Không ai thấy rồi ban. Nếu như anh thích rồi ban này thì anh comment em có màu trà không? Philip Nam ơi, màu trà thì em sẽ có mẫu khác cho anh Philip Nam ơi. Còn màu này nó chỉ còn có màu rêu thôi. Màu trà thì mình lên cho anh một số mẫu màu trà là như thế này nè. Màu trà nó như thế này anh em ơi, nó có mấy mẫu này anh em xem thử có được không nhá. Nè, màu xanh, anh Ngô Tuấn ơi, anh Ngô Tuấn comment cho Huyền màu xanh là 3026 cộng số điện thoại nha anh Tuấn. 3026 cộng số là 350.000 nha. 3026 cộng số là 350.000 cho chiếc kính Ray-Ban này, mã là 3026 nha anh Tuấn ơi. Ok anh Long vẫn, nhưng mà anh Long vẫn không thể mua kính ủng hộ cho Huyền nha. Kính này là 3026, anh Tuấn comment cho Huyền là 3026 cộng số là để Huyền chốt cho anh Tuấn nha. Màu trà nó có những mẫu như thế này nè anh Tuấn ơi. Kính bót này 149.000 nè. Cái này được không anh em ơi? 149.000 hãng bót nha, full hộp full can bảo hành 3 tháng cho mọi người luôn.
đây ha. Mọi người sẽ comment cho Huyền mẫu kính này là 3026. 3026 cho Ray-Ban màu đen này nha. Anh Tuấn ơi, anh Tuấn có lấy cái này không? Lấy thì comment cho Huyền mã là 3026 nha. Còn màu trà nó có những mẫu như thế này. Kính bóp này là mã là 2021, 149.000 nè. Còn chiếc kính này là kính Lacoste. Lacoste này thì nó có giá là 149.000 luôn. 149.000, mã của chiếc kính này là L35. L35 bao đẹp luôn. Riêng mẫu L35 này là mẫu bên em bán cực kỳ là chạy luôn nhá. Sưng. Anh Tuấn ơi, anh Tuấn còn lấy reo không? Anh em ơi, ba cái này anh em có chọn được cho mình cái nào không anh em? Rất là đẹp luôn nè. Em bao đẹp cho mọi người luôn. Không có shop nào mà bán một chiếc kính đẹp như thế này mà với giá là 149.000 cho mọi người đâu. Full nộp, full gan bảo hành 3 tháng cho mọi người luôn. Riêng mẫu L35 như thế này, mọi người nhìn thấy hoặc kính này đi ngày đi đêm gì cũng được. Phần gọng kính này có chữ Lacoste và cực kỳ là xịn luôn ha. Bao đẹp cho mọi người luôn. Màu xanh da trời. À, cần gì có cái nào màu xanh da trời anh Tuấn ơi. Chỉ có mẫu này thôi. Mẫu 8530 này là nó màu đen nha, không phải là màu xanh da trời. Mẫu này là 8530. 8530 nha anh Tuấn ơi. Mẫu này là 8530 nè. Anh Tuấn thích cái này thì chốt cho Huyền là 8530 của số này 350.000 nha. Cái này là 8530, 250.000 này anh Tuấn ơi. Anh Tuấn lấy được không? Mẫu này là mẫu bán chạy nhất bên Huyền nha anh Tuấn. Riêng mẫu này bao đeo bao ngầu bao đẹp luôn. Túi của nó là túi voucher này nha, túi thể thao quá. Không có gì thôi. Ok anh Tuấn nha. Rồi mọi người ơi, mọi người còn muốn xem một kính nào nữa không? Xem một kính nào thì Huyền để Huyền cái vàng đó bao nhiêu. Anh Ngọc ơi, cái vàng này là 149.000 nha anh Ngọc. 149.000 nha. Kính này là kính Lacoste cực kỳ là đẹp. L35, mã là L35 nha anh Ngọc. Đi ngày được, đi đêm đều được nha. Trong thủy tinh hữu cơ và bảo vệ mắt, chống tia UV chuẩn 400 luôn nè. Anh chốt cái này đi, có 149.000 thôi. Nè, cái này là L35 nha. L35 cộng số này 149.000 cho bà N xây lên phim về trang cá nhân nhé. Được không anh Ngọc ơi? Nếu như anh Ngọc thích cái này thì anh Ngọc comment cho Huyền là L35. L35 cộng số ngoại nha. L35 cộng số ngoại là 149.000 nhá. Anh Ngọc cộng thêm cho Huyền số điện thoại nữa nha. Số điện thoại nữa nha anh Ngọc ơi. L35 này thì nó có hai màu là màu đen. Có hai màu đúng không? Màu đen và màu trà. Màu đen và màu trà nhá. Ok anh Ngọc, em chúc cho anh Ngọc một cái L35 nè. Nó còn có màu đen này nữa nha. Riêng mẫu L35 này nó có màu đen và màu trà này. Màu đen cũng cực kỳ là đẹp luôn. Màu trà này đi ngày đi đêm thì cũng được. Full hộp, full khăn bảo hành 3 tháng cho mọi người. Còn màu đen ha. Màu đen này rất là sang luôn nè. 149.000. Vẫn full hộp, full khăn và bảo hành 3 tháng cho mọi người. Ok. Ok anh Ngọc nha. Ok anh Ngọc, em chốt cho anh Ngọc một cái L35 màu trà rồi. Coi bạn nào lấy màu đen hay màu trà này nữa không mọi người. Riêng mẫu L35 này cực kỳ là đẹp, cực kỳ là xịn luôn. Trong thủy tinh hữu cơ và
có khả năng chống tia UV chống 400 cho mọi người, nên mọi người đừng bao giờ bỏ qua cơ hội nhận được một mua được một chiếc kính vừa rẻ nhưng mà vừa đẹp như thế này, bao xịn cho mọi người luôn nha. Chỉ 149.000 thôi, không có shop nào bán rẻ như shop Huyền đâu. Mấy mọi người nhanh tay comment L35 màu tà hoặc là màu đen cầu số này để mua với giá là 149.000 nhá. 149.000 cho một mẫu kính như thế này, mọi người cực kỳ đẹp luôn nha. Huyền đem màu đen cho mọi người xem nào. Đây ha. Mọi người có xem mẫu kính nào nữa không? Riêng mẫu kính L35 này không có shop nào mà bán kính vừa rẻ vừa đẹp như bên em, đảm bảo chất lượng cho mọi người luôn. Không phải là rẻ mà không tốt đâu. Kính này là 300.000 nhưng mà xây chỉ còn 149 cho mọi người nhân dịp ngày 20 tháng 10 đó. Đó, chống tiêu UV chống 400 luôn nha. Màu trà này nam nữ gì đeo cũng được, màu đen cũng vậy. Trà rất là đẹp luôn, Huyền cực kỳ là thích mẫu L35 này luôn. Đây ha, trong đây là trong thủy tinh hữu cơ nha. Còn ai chốt kính này nữa không? Rồi ok, em chốt cho Cao Nguyên Hà một cái L35 màu trà nè. Còn ai chốt mẫu này nữa không mọi người? L35 màu trà hoặc màu đen, cầu số lại 149.000 cho một kính Lacoste bảo hành 3 tháng cho mọi người. Full nộp full can bảo hành 3 tháng. Cam kết với mọi người có quyền kiểm hàng rồi mới thanh toán tiền nha. Hộp của nó như thế này. Có nên là chúng ta đi đâu thì chúng ta bỏ kính vào như thế này để tránh trường hợp vỡ kính hay là chảy xước kính nha. 149.000 nha mọi người. Còn bạn nào chốt mẫu kính L35 này nữa không? Còn ai chốt mẫu kính này nữa không mọi người ơi? Rồi, nếu như mà mọi người mọi người không chốt chiếc kính này nữa thì để Huyền apply phim nha. Bạn nào mà thích chiếc kính đó thì có thể nhắn tin trực tiếp vào Pay và đặt hàng nhá. Có tính phí ship ngay chính Trần ơi, kính bên em 300.000, xe chỉ còn 149.000, phí ship đi tỉnh là 30, còn ở trong thành phố Hồ Chí Minh là 20 nhá. Ai thích chiếc kính này nữa thì nhanh tay comment để Huyền chốt livestream nè. Chỉ còn hết giờ rồi, hết giờ live rồi, nên là mọi người chốt nhanh trên live cho Huyền nha. Kính đổi màu, anh Hùng ơi, Huyền không có kính đổi màu nha anh. Đây ha, riêng về dòng Lacoste này thì bán cực kỳ là chạy, có hai màu, màu đen và màu trà, màu nào cũng đẹp hết nha mọi người. 149.000. Ở gần đây có chỗ nào bán phụ kiện điện thoại không? Em đi mua cái tay phone. Hả? Đâu? Dưới chân cầu á, dưới cầu dược bên kia đường á, là em nhìn bên tay trái là thấy mấy tiền luôn á. Mọi người ơi, anh Chính Trần có chốt chiếc kính này không? Để Huyền tắt live stream nha. 149.000 một chiếc nhá. Rồi kính này là bao đẹp cho mọi người luôn. Nãy mấy người kia là mua một cái là mua thêm một màu nữa đó, mua màu trà rồi quay lại mua thêm màu đen đó. Còn không người sẽ tắt livestream nha. Bye bye mọi người nha.